tôi nhầm mẹ rồi Hoàng. Cái gì? Không hiểu nhầm rồi. Một đứa thì mình là chính chị, mình phải chính chị, còn mình sinh tớ cậu. Mấy lần mẹ mình chưa được. Tôi có kinh nghiệm rồi. Rồi tôi vào link bạn này. Tôi xem những cái nào cao 10 năm thì tôi với cậu tớ được có hết. Hả? Có chứ. Cái ăn không quá là chắc rồi. Nó chuẩn ca như nồng độ cholesterol này, mỡ máu này, các thứ này, mấy căn quan hóa học. À nhớ ơ, nước mày là 11 tháng 1 hả? 11 tháng 1 hả? Hả? Ờ.